quý vị và các bạn, thời gian qua, song song với việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum luôn quan tâm hướng dẫn khách hàng vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo an tín dụng của công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp ABIC nhằm san sẻ rủi ro cho người dân trong quá trình vay vốn. Và trong nhiều năm qua, sản phẩm bảo an tín dụng đã giúp cho hàng trăm hộ khách hàng vay vốn trên địa bàn tỉnh vượt qua những khó khăn do không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Vậy tham gia sản phẩm bảo an tín dụng, khách hàng sẽ được hưởng lợi như thế nào? Vấn đề này sẽ được ông Nguyễn Tự, Phó Giám đốc ABIC chi nhánh Đắk Lắk giải đáp ở phần cuối chuyên mục. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây để hiểu hơn về sản phẩm bảo an tín dụng. Đầu tháng 2 năm nay, con gái ông A Chiên chẳng may bị tai nạn giao thông qua đời. Gia đình ông vốn đã khó khăn lại thêm khó khăn hơn. Do trước khi mất không lâu, con gái ông đã vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đắk Lây 200 triệu đồng. Với gia đình, đây là khoản tiền quá lớn và ông nghĩ chẳng bao giờ gia đình có đủ để trả lại cho ngân hàng. Thế nhưng rất may, khi vay vốn, con gái ông đã được nhân viên ngân hàng tư vấn tham gia sản phẩm bảo an tín dụng, nên khi qua đời đã được ABIC chi trả 162 triệu đồng. Số tiền ABIC chi trả đã giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, hoàn trả vốn vay cho ngân hàng. Bạc nhà nghèo thế này cũng làm cái gì mà ra để trả cho họ, trả cho nhà nước, ngân hàng. Thì may bên mua cái ABIC hồi nãy cho nên nhà nước cũng chờ 16 triệu để 160 triệu để mới cho là chú, tôi cũng rất mừng. Khi còn sống, chồng bà Y Quýt vay vốn tại ngân hàng Agribank để làm ăn và có tham gia bảo hiểm ABIC nhưng không may bị đột quỵ qua đời. ABIC chi trả 164 triệu đồng và số tiền này đã giúp cho bà hoàn trả hết khoản vay ngân hàng. Người lao động chính thì đã đi rồi thì tôi ở một mình thì không biết làm sao để được số tiền đó để trả lại của nhà nước. Nhưng mà tôi rất là mừng, vợ chồng tôi vay bên nông nghiệp mà. Rồi tôi rất là mừng khi thẻ bảo hiểm hỗ trợ được 160 triệu. Tôi rất cảm ơn nhiều. Tôi thấy nhưng bên bảo hiểm này thì rất là hay. Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện được phân phối qua hệ thống Agribank trên toàn quốc. Sản phẩm này dành cho khách hàng cá nhân hoặc người đại diện cho tổ chức được ngân hàng chấp thuận cho vay và tự nguyện chuyển quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm cho ngân hàng vay vốn của hệ thống Agribank và tự nguyện tham gia với mức phí phù hợp. Với phương châm hướng về cộng đồng, tạo sự yên tâm, chỗ dựa vững chắc cho khách hàng được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm bảo an tín dụng đến khách hàng. Khách hàng ở trên địa bàn Đắk Lắk thì người chiếm 80-90% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì cao từ ngữ họ cũng nhiều lúc khách hàng họ không hiểu được. Cán bộ tín dụng Agribank Đắk Lắk đã tư vấn cho khách hàng sử dụng các bảo an là quyền lợi của khách hàng, cùng chia sẻ với khách hàng những cái rủi ro trong hoạt động vay vốn cùng với Agribank. Tại Agribank, khách hàng vừa được tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Hầu hết, khi khách hàng hiểu rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại, đã lựa chọn tham gia bảo hiểm một phần hoặc toàn bộ số tiền vay ngân hàng. Nhiều gia đình nhờ tham gia bảo an tín dụng nên khi có rủi ro, những khoản vay lên đến hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết. Mẹ tôi có vay vốn ở bên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Tô với số tiền là 70 triệu. Sau khi mẹ tôi chẳng may bị rủi ro mất thì cái sản phẩm ABIC đó đã chi trả quyền lợi lại cho mẹ tôi được 40 triệu. Nhờ có được số tiền đó nên nhà gia đình tôi cũng bớt khó khăn trả nợ được một khoản nào đó cho ngân hàng. Tôi thấy cái sản phẩm này mang tính chất nhân văn, gia đình tôi rất hài lòng.
trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm gia đình được ABIC bồi thường chi trả do không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Hiện Bảo An Tín Dụng đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc, đem lại lợi ích kép cho cả người nông dân và ngân hàng trong quá trình đưa đồng vốn đến với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm thì nó cũng có xảy ra 3 cái vụ rủi ro đối với khách hàng vay vốn của Aribank Đắc Tô. Thì với tổng số tiền tham gia của khách hàng là mua bảo hiểm là 240 triệu. Và rủi ro xảy ra thì ABIC cũng đã kịp thời phối hợp cùng Aribank chi nhánh huyện Đắc Tô thực hiện cái bồi thường rủi ro cho khách hàng với tổng số tiền là 176 triệu. Việc bồi thường nó cũng khắc phục cái khó khăn cho khách hàng và cũng là cái lá chắn để bảo toàn cái nguồn vốn cho Aribank chi nhánh huyện Đắc Tô. Sản phẩm Bảo An Tín Dụng đã và đang giúp cho người dân có thêm niềm tin vào chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước và giúp cho Agribank Kon Tum bảo toàn được nguồn vốn tín dụng, tăng hiệu quả sử dụng vốn tín dụng tại địa phương. Để hiểu hơn về sản phẩm bảo an tín dụng của ABIC, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Thanh Tùng và ông Nguyễn Tự, Phó Giám đốc ABIC chi nhánh Đắk Lắk. Cảm ơn ông Nguyễn Tự đã tham gia chương trình trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, ABIC triển khai cái sản phẩm bảo an tín dụng với ý tưởng mục đích đó là đồng hành cùng với người nông dân. Như vậy thì tham gia bảo an tín dụng thì khách hàng sẽ được hưởng lợi như thế nào ạ? Khi tham gia cái bảo hiểm, khách hàng vay vốn có thể an tâm hơn trong cái việc sử dụng vốn vay. Gia đình người thân của người vay vốn sẽ yên tâm hơn trong cái quá trình vay vốn nếu không may là xảy ra cái rủi ro. Thông qua cái việc chi trả quyền lợi của bảo hiểm sẽ giúp khách hàng giảm được cái gánh nặng về mặt tài chính, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đối với ngân hàng cũng sẽ đảm bảo an toàn cái đồng vốn tín dụng mà đã vay. Thưa ông, như vậy thì nếu chẳng may mà gặp rủi ro trong cuộc sống á, thì khách hàng sẽ được chi trả như thế nào ạ? Đây là cái loại hình bảo hiểm tự nguyện được khuyến khích khách hàng tham gia bởi cái lợi ích của nó. Khi tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, trong cái trường hợp người vay rủi ro bị tử vong hoặc là bị mắc các cái bệnh hiểm nghèo như thương tật là do tai nạn từ 21 đến 81% chẳng hạn, ABIC sẽ thay người vay trả cho ngân hàng trong cái phạm vi số tiền mà khách hàng đã vay. Và nếu như mà khách hàng không rủi ro mà đi đến tử vong thì với cái số tiền vay ở tại khách hàng theo cái quy tắc bảo hiểm được chi trả thì cái số tiền đó chi trả lại toàn bộ 100% cho khách hàng. Ngoài ra cái khi bị tử vong thì mang cái tính nhân văn nữa thì cái số tiền theo cái ban hành của cái năm 959 của 2020 thì là được hỗ trợ thêm cái 2 triệu tiền mặt tăng phí. Như vậy thì để được chi trả quyền lợi thì khách hàng sẽ phải đảm bảo những cái thủ tục như thế nào và cái thời gian chi trả ra sao? Khi cái người mà tham gia bảo hiểm bị tử vong hoặc là bị rủi ro trong tai nạn, người thụ hưởng hợp pháp thì có cái trách nhiệm khai báo với là ABIC cũng như thông qua các cái cán bộ của tín dụng của cái nơi mà họ cái tham gia về vấn đề cái bảo an tín dụng. Còn hầu hết tất cả các công việc là anh em ABIC chúng tôi sẽ đi thu thập chứng từ, hồ sơ cũng như tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái tính cách hồ sơ pháp lý, cái quyền lợi của cái người tham gia bảo hiểm thì được đảm bảo 100%. Đối với cái thời gian chi trả nó cũng tùy thuộc vào từng cái hồ sơ. Thì tuy nhiên để mà đảm bảo cho cái một cái hồ sơ để hoàn thiện thì không quá 15 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được cái thông tin. Còn những cái hồ sơ mà có thể là phức tạp hơn, chẳng hạn như là vấn đề tai nạn giao thông, phải chờ có cái sự cung cấp của các cơ quan chính quyền thì chúng tôi vẫn bảo đảm không được vượt quá 30 ngày. Đến nay thì trên địa bàn tỉnh đã có bao nhiêu khách hàng tham gia bảo an tín dụng và đã có bao nhiêu khách hàng đã được chi trả từ cái sản phẩm? Như vậy là từ cái ngày thành lập cho đến nay, bắt đầu cái sản phẩm này thì được đi vào và được cái
sự tin tưởng sử dụng của cái người dân của tại địa bàn, thì như vậy là cũng là trên 10.000 hộ để mà tham gia như thế này. Thì với cái lũy kế và phát triển hàng năm thì đến giờ này thì chúng tôi cũng đã bồi thường và hỗ trợ cho người dân đã là trên 10 tỷ đồng. Cái đó tuy rằng một cái số tiền trên một cái hành trình như vậy nó không phải là nhiều hoặc là lớn, nhưng mà nó cũng là một cái để mà đóng góp thêm cho những cái lúc mà những cái gia đình gặp khó khăn, cũng như bảo vệ được cái dòng vốn của ngân hàng. Thì xin cảm ơn ông về những thông tin ông vừa trao đổi ạ.